Mã đáo thành công, sự nghiệp bay cao, chuyện tình thì viên mãn. Đây chính là top những con giáp hứng chọn lộc trời may mắn nhất thiên hạ trong ngày 17 tháng 10 âm lịch năm 2023. Bước sang ngày 17 tháng 10 âm lịch, các con giáp này sẽ đón nhận nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Người đi làm hưởng lương thì nhận được cái sự giúp đỡ từ những đồng nghiệp, cũng như là cái sự tin tưởng của cấp trên. Chính vì thế mà con đường quan lộ của các bạn cũng giống như được trải sẵn cái thảm hoa hồng, chỉ đợi các bạn bước lên mà thôi. Đối với những người làm ăn kinh doanh thì các bạn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân, giúp cho công việc kinh doanh trở nên thuận lợi, lãi mẹ, đẻ lãi con. Trong ngày hôm nay, các bạn cũng sẽ có thể trở thành cái tâm điểm chú ý của đám đông, nên những người độc thân có thể nhận được cái cơ hội thoát ế trong cái thời điểm này. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong cái ngày 17 tháng 10 âm lịch. Đó là những con giáp sau đây. Thưa quý vị, chúng ta biết ngày 17 tháng 10 âm lịch nó là ngày Tân Mão. Ngày Tân Mão đúng không ạ? Cục diện đầu tiên chúng ta có Mão Tuất là nhị hợp. Vì thế những người tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn nhất trong cái ngày 17 tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, những người tuổi Tuất được cục diện nhị hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vận khí của những người tuổi Tuất hanh thông, công việc thì sẽ được suôn sẻ. Hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành quả rực rỡ trong cái ngày 17 tháng 10 âm lịch. Công việc nó xuất hiện nhiều cái cơ hội mới, song nó cũng chỉ dành cho những ai mà thực sự dám nghĩ, dám làm. Với những người an phận thủ thường thì sẽ không có cái điều gì thay đổi trong cuộc sống cả, mãi vẫn cứ dậm chân tại chỗ mà thôi. Thời điểm này thì gần như thiên thời địa lợi nhân hòa của những người tuổi Tuất. Vậy nên chỉ cần những người tuổi Tuất biết cách nắm bắt thì sẽ càng dễ đạt được cái mục tiêu tài chính mà mình đã đặt ra. Những người làm công ăn lương thì làm việc tích cực, suy nghĩ lợi ích của tập thể lâu dài, đặt cái tôi của mình qua một bên, càng làm thì lại càng hăng say và thuận lợi. Với những cái biểu hiện xuất sắc như thế thì đề nghị tăng lương hay là thăng tiến của các bạn cũng sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Nói chung, trong ngày 17 tháng 10 âm lịch thì đã tới lúc những người tuổi Tuất cần phải thay đổi suy nghĩ, thay đổi cái lối tư duy của mình trong công việc để thích ứng với những cái biến động của môi trường xung quanh, tránh bị lạc hậu so với những người trẻ tuổi hơn. Trong thời gian này thì cũng được quý nhân lục hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nên là gì? Nó cũng sẽ mang lại nhiều cái cơ hội, công việc sẽ được trôi chảy hơn. Nói chung các mối quan hệ xã giao thì hài hòa, tạo điều kiện về tài lộc nó vượng phát hơn. Nói chung ấy, những người tuổi Tuất trong thời gian này càng đi xa thì cũng sẽ càng có lợi, có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn và ký kết được nhiều cái hợp đồng béo bở. Đó. Một số đơn vị còn tiến hành những cái câu chuyện là hợp tác xuyên quốc gia cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Vậy nên quý vị cần phải mạnh dạn thi triển các phương án làm ăn, quyết đoán trong cái xử lý mọi việc. Thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng với công sức mà gia chủ bỏ ra. Trong thời gian này thì kinh doanh buôn bán cũng thu lại những cái lợi nhuận đáng kể, thậm chí là còn vượt chỉ tiêu. Có điều vẫn có một vài cái hung tinh nó khiến cho tinh thần của những người tuổi Tuất dễ bị sao nhãng, giống như là ngủ quên trên đỉnh vinh quang, ngủ quên trên chiến thắng, và dễ bị tiểu nhân quấy phá. Vậy nên là quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng. Vì thế trong thời gian này để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 17 tháng 10 âm lịch, ngày Tân Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà chúng ta không thể không kể đến thì đó chính là những người tuổi Hợi. Trong cái ngày 17 tháng 10 âm lịch, ngày Tân Mão này thì nói chung ấy, công việc của những người tuổi Hợi sẽ diễn ra vô cùng là thuận lợi và hanh thông. Mưu sự thì dễ thành, chuyện lớn chuyện nhỏ thì đều cho ra những kết quả tốt đẹp. Do đấy cục diện là gì? Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì vận quý nhân nó vượng. Những người tuổi Hợi làm gì cũng được người khác giúp đỡ, sát cánh, cùng chiến đấu trên mọi phương diện của cuộc sống. Nên là gì? Mọi việc nó tiến triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Cái sức mạnh tập thể được đề cao, cái tôi cá nhân thì cũng được tiết chế. Thì đây là những cái yếu tố mà mang lại những cái thành công, những cái thuận lợi cho những người tuổi, cho những người tuổi Hợi trong cái việc xử lý công việc cũng như là xử lý mọi vấn đề của các bạn. Đương nhiên thì cái vận khí may mắn nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ. Cái chính ấy là bản mệnh không ngừng nỗ lực hướng đến cái việc tìm kiếm và làm ra những cái sản phẩm thực sự hữu ích và có lợi cho mọi người xung quanh. Nói chung cái luật nhân quả nó luôn đúng trong mọi trường hợp. Nếu mà đang muốn khởi nghiệp hoặc là bắt tay vào làm một cái dự án, một cái lĩnh vực mới nào đó thì những người tuổi Hợi hãy mạnh dạn triển khai,
bằng cái trí tuệ nhạy bén và cái vận khí hanh thông ấy, tỷ lệ thành công của các bạn rất là cao. Vạn sự khởi đầu nan, thấy khó khăn thì cũng đừng vội nản lòng. Các bạn cứ kiên trì thì mới dẫn đến cái thắng lợi và cái thành công vẻ vang được. Trong cái ngày 17 tháng 10 âm lịch này thì tình hình tài chính của những người tuổi Hợi cũng khá là lý tưởng. Tiền vào đầy túi, chi tiêu thì rủng rỉnh, xua tan những cái áp lực về tiền bạc. Nhất là với những cái gia đình nào đang mà trong cái tình trạng là vay mượn mua nhà, mua xe ấy, thì đây cũng là một cái thời điểm mà các bạn cũng không phải lo lắng. Kinh doanh buôn bán thì khá là lý tưởng, mua may bán đắt, nhận được nhiều đơn hàng nó tới tấp nó ập đến. Thời điểm này thì các bạn có thể mạnh dạn tung ra cái sản phẩm mới hay là gì, thực hiện những cái giao dịch lớn, vận khí nó đang lên, vậy nên là mọi việc nó sẽ được suôn sẻ, hanh thông cả thôi. Nói chung ấy, trong cái ngày hôm nay, ngày 17 tháng 10 âm lịch, với những người buôn bán nhỏ thì cũng có dịp lên ngôi. Những người mà làm ăn tự do ấy, cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền về túi, cũng sẽ được phát đạt một vốn bốn lời, tiền bạc thì rủng rỉnh. Nói chung ấy, cái trong thời gian này cái hình thức bán hàng online nó vẫn đang chiếm ưu thế, nhất là các sàn điện tử như là hàng TikTok hoặc là gì Shopee, Lazada nó đang được nở rộ. Vì thế mà các bạn có thể thử sức, nhưng mà cũng cần phải tìm ra những cái lối đi đặc biệt thì mới có thể tồn tại lâu dài trên cái thị trường online này được. Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn vẹn cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày 17 tháng 10 âm lịch sau tuổi Mão thì không ai khác, đó chính là những con giáp tuổi Mùi. Quý vị thân mến, những gia chủ tuổi Mùi cũng được cục diện tam hợp là Hợi, Mão, Mùi nó tương trợ, nó giúp đỡ. Cái vận trình công việc của những người tuổi Mùi thì bừng sáng rực rỡ, mưu sự thì cát lành, quyết việc quan trọng thì cũng sẽ dễ thành trong cái ngày hôm nay. Với những ai mà đang ấp ủ cái kế hoạch kinh doanh buôn bán đầu tư thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để các bạn triển khai. Có điều là cái nguyệt lệnh nó không ủng hộ, ý chỉ cái vận khí nó có xu hướng nó giảm sút. Bởi vậy nên là quý vị ưu tiên tiến hành những cái việc quan trọng và trong thời gian này tính khả thi thì sẽ cao hơn. Vạn sự khởi đầu nan, không có việc gì là dễ dàng ngay từ đầu. Những người tuổi Mùi cần phải hết sức kiên nhẫn. Có câu là gì? Người thành công không phải là những người giỏi nhất mà là những người kiên trì bền bỉ nhất. Bản mệnh có năng lực, chỉ thiếu một chút nhẫn nại thôi là có thể là có được những cái thành công rực rỡ. Nói chung ấy, với cái đà công việc được thuận lợi, tình hình tài chính trong cái thời điểm này cũng gì có sự chuyển biến tích cực. Tài năng kinh doanh, đầu tư nhạy bén của những người tuổi Mùi cũng được phát huy tối đa, mang lại cái thành quả bất ngờ, có khi chính các bạn cũng không thể nghĩ tới được. Có lẽ câu nói liều ăn nhiều sẽ đúng với những người tuổi Mùi trong thời gian này. Đôi khi ấy, cần mạo hiểm một chút để khảo nghiệm cái năng lực cá nhân của mình ra sao, tìm ra cái giới hạn của bản thân mình từ đâu. Quý vị hãy cứ mạnh dạn làm những điều mà mình mong muốn. Kết quả ra sao không quan trọng bằng cái quá trình thử nghiệm và cái kinh nghiệm mà các bạn đã tích lũy được. Trong thời gian này thì tình hình kinh doanh buôn bán của những người tuổi Mùi cũng được khởi sắc trông thấy. Những người tuổi Mùi làm ăn tấn tới, nói chung là khá mát tay trong cái việc là ký kết hợp đồng và thực hiện những cái giao dịch trong ngày hôm nay. Trên cái hành trình tìm kiếm cái nửa kia cho mình ấy, thì khả năng cao những người tuổi Mùi sẽ sớm được thỏa nguyện. Nhờ có quý nhân tam hợp nó xe duyên, nó trợ lực, nó giúp đỡ. Nhân duyên với những người khác giới thì tốt lành, cảm giác không cầu mà được. Tình yêu chân thành mà các bạn chờ đợi bấy lâu nay đã tới, vậy nên quý vị hãy chủ động nắm bắt lấy. Nếu mà có đối tượng như ý rồi thì những người tuổi Mùi nên chọn cái thời điểm thích hợp để bày tỏ cái tình cảm. Không cần phải cầu kỳ về quà cáp, bởi quan trọng ấy là cái tấm lòng và cái sự chân thành. Quý vị hãy để đối phương cảm nhận được cái tình yêu của bạn. Như vậy đã là đủ lắm rồi. Bên cạnh đó thì với những các cặp đôi đã lập gia đình ấy, thì đời sống hôn nhân cũng khá là hài hòa. Vợ chồng thì hòa thuận, đặt cái mục tiêu lớn để phấn đấu ngắn hạn và dài hạn. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị sẽ có nhiều cái công việc được hanh thông thuận lợi và tiền bạc nó cũng sẽ dễ đến với những người tuổi Mùi hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái sự cát lành cho mình trong cái thời gian tới thì những người tuổi Mùi ấy, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ.
Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong ngày 17 tháng 10 âm lịch, ngày Tân Mão này, thì đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 10 âm lịch, thì những người tuổi Sửu cái vận trình khá là hanh thông thuận lợi, do được gì? Được thực thần nó chiếu mệnh, nó giúp đỡ. Có người may mắn được tăng lương tăng thưởng, kinh doanh thì có lãi, hoặc là được trúng thưởng một cái khoản tiền đáng kể nhờ vào những cái trò đỏ đen. Nhìn chung ấy, thì cái túi tiền của những người tuổi Sửu trong thời gian này khá là rủng rỉnh. Trong công việc cố định thì những người tuổi Sửu được khuyên là nên thể hiện cái chính kiến của mình về các vấn đề liên quan, về các vấn đề quan trọng. Khi mà các bạn có quan điểm riêng và mạnh dạn trình bày ấy, thì mọi người xung quanh sẽ gì có thể là gì có một cái góc, cái đôi mắt nhìn khác về các bạn so với trước đó. Đó. Nếu mà quý vị mà không đưa ra ý kiến thì cũng sẽ chỉ là những con người mờ nhạt trên cái thế giới này mà thôi. Tuy nhiên, các cụ nói là gì? Đỏ bạc thì đen tình. Cái chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu cũng không được suôn sẻ cho lắm do ảnh hưởng của cục diện là ngũ hành xung khắc. Lúc mới yêu ấy, thì bản mệnh tin rằng đối phương chính là cái người phù hợp nhất đối với mình. Thế nhưng lâu dần ấy, thì các bạn nhận ra người ấy không còn quan tâm, không còn chiều chuộng mình như cái thuở ban đầu nữa. Vì thế, để hâm nóng lại cái tình cảm, để gia tăng cái hạnh phúc may mắn, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để che mây hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi hơn, tiền bạc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Sửu. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong ngày 17 tháng 10 âm lịch, ngày Tân Mão này này, không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Dần có gì? Có được cái cục diện là tam hội nó che chở, nó giúp sức. Vậy nên những người tuổi Dần trong ngày hôm nay ấy, thì đưa ra được nhiều cái ý tưởng mới mẻ cho công việc, giúp cải thiện đáng kể cái hiệu suất công việc nó vốn có. Đồng thời, nói chung cũng được đồng nghiệp và cấp trên tạo điều kiện để cho các bạn sáng tạo. Nhờ vậy mà những người tuổi Dần ấy càng trở nên hăng hái, tích cực hơn trong công việc. Cũng trong ngày hôm nay thì các bạn có thể cải thiện cái kỹ năng giao tiếp bằng cách là tập trung lắng nghe và quan sát nhiều hơn trước khi mà phát biểu. Cái điều đó nó sẽ giúp cho các bạn hình thành cái sự chắc chắn, đấy, tránh được rất nhiều cái rắc rối không đáng có về sau. Bên cạnh đó, trong cái ngày 17 tháng 10 âm lịch, ngày Tân Mão này, thì những người có đôi có cặp sẽ có một ngày ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Bạn và người ấy đang trong giai đoạn mặn nồng, lúc nào cũng nghĩ về nhau. Cái điều này nó khiến cho ai ai cũng phải ghen tị. Tin vui nữa đến với những người tuổi Dần, đó là sức khỏe của những người tuổi Dần trong thời gian này thì cũng không có gì đáng phải lo ngại. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với các bạn trong cái thời điểm này, nên là tinh thần của những người tuổi Dần cũng khá là thoải mái. Tâm trạng vui tươi là một cái dấu hiệu tốt, là một cái liều thuốc bổ duy trì sức khỏe được dồi dào cho bản mệnh. Vì thế, dù công việc hay là cuộc sống có tạo ra những cái áp lực đến đâu ấy, thì các bạn cũng nên tiết chế cái cảm xúc của mình, điều chỉnh cái tâm thái bình tĩnh, bình thản đối phó với cuộc sống, đối phó với những cái vấn đề nó có thể xảy ra với mình. Đó là con giáp may mắn thứ năm là những người tuổi Dần. Để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ 5 là những người tuổi Dần. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 17 tháng 10 ngày Tân Mão này, đó chính là những người tuổi Thìn. Kính thưa quý vị, những người tuổi Thìn trong ngày 17 tháng 10 âm lịch ấy, thì có cục diện tam hội là Dần, Mão, Thìn nó đứng bóng, nó che chở, nó giúp đỡ. Vậy nên cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thìn ấy, tương đối là rực rỡ. Tiền bạc thì cứ thoải mái chi tiêu, không cần phải quá tiết kiệm. Thì cũng nhân cơ hội này, các bạn có thể nghĩ đến cái việc đầu tư
duy trì cái nguồn tài khí, giúp cho tiền bạc nó luôn được lưu chuyển, tiền đẻ ra tiền ngày một nhiều hơn. Về phương diện tình cảm thì những người tuổi Thìn có thể gặp được một người phù hợp với cái hình mẫu mà mình đã đặt ra trong ngày hôm nay. Vì vậy, khi mà được người thân giới thiệu cho những cái đối tượng mà bạn ưng ý thì các bạn nên giữ một cái tinh thần vui vẻ, sẵn sàng trò chuyện với đối phương. Trong thời gian này thì vợ chồng cũng có một cái ngày hạnh phúc do những cái hiểu lầm trước đó cũng đã được tháo gỡ. Trải qua cái khúc mắc thì hai người lại càng hiểu hạnh phúc nó quý giá đến chừng nào. Đôi bên cần phải bao dung hơn và học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để nhận định vấn đề, chứ đừng khăng khăng theo cái ý kiến riêng của mình nữa. Trong thời gian này, để bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đấy. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 17 tháng 10 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Và trong cái ngày 17 tháng 10 âm lịch ấy, chúng ta sẽ có những con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, tiền bạc ùn ùn kéo đến sau một đêm. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Tuất, 2. Tuổi Hợi, 3. Tuổi Mùi, 4. Tuổi Sửu, 5. Tuổi Dần và 6. Tuổi Thìn. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội đổi đời giàu có sau một đêm. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 17 tháng 10 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.